Hello cả nhà, mình là Happy Studio đây ạ. Cả nhà cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nha. Tập 3 bắt đầu với cảnh So Jang xin phép nhà vua cho mình về nhà trong 2 ngày sắp tới. Vẻ mặt thờ ơ của Lee Hon khi cho phép So Jang rời đi dường như đã làm tổn thương trái tim của cô. Nhưng khi chỉ còn một mình, anh buồn bã và dõi theo bước chân cô rời đi. Tối đó, cô cảm ơn Sinh Won vì đã đưa cô về và nhanh chóng đi vào nhà mà anh chẳng kịp nói lời nào. Cô cảm thấy có lỗi với anh khi anh đối tốt với mình như thế mà lại giấu anh chuyện mình chính là vị hôn thê đã mất tích của anh. Trong giấc mơ, cô gặp phải ác mộng về tên sát thủ của phu nhân Seo đến ám sát mình. Cô hoảng sợ chạy trốn cho đến khi bị dồn vào sát mép vực. Hắn tấn công cô làm cô rơi xuống dòng thác bên dưới khiến cô sợ hãi tỉnh dậy. Cô nhớ đến người mẹ đã mất của mình và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà đó nữa. Khi ra bên ngoài để hít thở không khí, cô giật mình khi vẫn nhìn thấy Sinh Won vẫn đang đứng bên ngoài để bảo vệ cho cô mà không trở về cung điện. Khi họ nói về nhà vua, cô khen Lee Hon cực kỳ đáng yêu trong khi Sinh Won lo lắng rằng điện hạ có thể bị ảo giác và nghĩ rằng So Jang chính là thái tử phi. Cô bối rối và trở lại phòng, nơi cô dặn mình không nên quá thân thiết với anh nữa vì điều đó có thể khiến anh phát hiện ra quá khứ của mình. Mặt khác, Thượng thư Sun Jok đang bận điều tra kẻ đã tự thú rằng mình đã giết Thái tử Phi và bắt gặp thi thể của một cô gái bị treo cổ giống như Jarel và những ứng cử viên trung điện được chọn cho nhà vua. Trong khi lên kế hoạch bắt kẻ giết người, ông đề nghị Lee Hon đi săn bắn để chứng tỏ mình rất khỏe mạnh và chấm dứt mọi tin đồn vô căn cứ về mình trong dân chúng. Nó có thể khiến kẻ giết người hoảng loạn và mắc phải sai lầm. Anh nhớ lại lúc trước, khi cố khoe thành tích săn bắn của mình với Thái tử Phi khiến cô hoảng hốt và bị ngất. Jarel đã phản đối việc săn bắn và kể từ đó, anh chưa bao giờ đi săn trở lại. Lee Hon chấp nhận thực hiện theo kế hoạch và để cho Sun Rock sắp xếp mọi việc. Trong khi đó, Sinh Won cùng So Jang đi mua sắm và anh muốn mua cho cô đôi giày vì giày của cô đã rất cũ. Cô nghĩ rằng mình có thể sẽ không ở lại thủ đô lâu nữa khiến anh cảm thấy buồn bã. Anh chọn cho cô đôi giày mới và càng ngày càng thấy có cảm tình với cô. Ở một nơi vắng vẻ, binh bộ thượng thư tự hỏi tại sao Lee Hon lại đột nhiên đi săn và quyết định đặt bẫy hãm hại anh. Khi này, nhà vua lo lắng vì kỹ năng bắn cung của anh quá kém nhưng ngay lúc đó, các cận thần đã mang về một con gà khiến tất cả gieo hò tung hô về anh. Thái hậu vui vẻ về sức khỏe của con trai mình và quyết định sắc thuốc bổ để anh sớm có thể sinh con nối dõi. Mặt khác, phu nhân Seo có kế hoạch trở thành một phần của hoàng thất để có thể đứng trên luật pháp. Bà tạo ra nữ nguyện hội, nơi những bà mẹ phải trả một khoản phí cao để đào tạo các cô con gái của họ trở thành trung điện tiếp theo và những người không thuộc hội này sẽ không thể nộp tên ứng tuyển trung điện cho nhà vua. Bằng cách này, phu nhân Seo có toàn quyền kiểm soát những cô gái có triển vọng cho nhà vua và tìm cách cho con gái Hyun Hee của mình vào vị trí số 1. Lúc này, một người phụ nữ nhận ra rằng bà chính là Un Dung, một kỹ nữ bỏ trốn và giờ đã trở thành vợ lẽ của thượng thư bộ lại. Cảm thấy bị xúc phạm, bà đe dọa rằng bà sẽ trừng phạt những kẻ dám tọc mạch về quá khứ của bà. Khi So Jang chuẩn bị đồ đạc cho cuộc đi săn cùng nhà vua, He Jang lo lắng và dặn cô cẩn thận vì vừa có người bị bắt cóc và tìm thấy xác. Sinh Won cũng đã điều tra vụ án này mấy năm rồi nhưng vẫn chưa có kết quả. Tối đó, nhà vua luyện tập với cái bóng của mình và nhớ đến So Jang. Ngay khi đó, cô xuất hiện phía sau khiến anh giật mình. Khi được Lee Hon hỏi về thời tiết ngày mai, cô vừa bảo rằng nó rất đẹp thì ngay lúc đó, trời mưa như xối xả. Khi trở về để nghỉ ngơi, họ nghe thấy một âm thanh vang vọng lạ khiến nhà vua sợ hãi và cô quyết định giải quyết tận gốc vấn đề đó. Cô tìm thấy một chiếc sáo tre ở một góc khuất và phá vỡ nó. Vui vẻ chạy về báo tin cho điện hạ, cô vô tình vấp ngã vào anh làm cả hai cùng rơi xuống hồ nước. Sinh Won ngay lập tức vớt cô lên nhưng khi tỉnh dậy, hai người hoảng hốt khi hình như họ đã bỏ quên ai đó. Ngay lúc này, thượng quan Se Jang đã cứu nhà vua lên, người bị sốc vì Sinh Won đã cứu một cung nữ trước thay vì mình. So Jang cố gắng chăm sóc nhà vua để anh không bị ốm, nhưng lúc này, anh vẫn đang giận dỗi vì cô bị cuốn hút bởi Sinh Won hơn là mình. Nhưng với tài chém gió của cô, anh thích thú khi cô khen ngợi anh có thân hình vạm vỡ và tâng bốc anh lên 9 tầng mây. Cô xin Lee Hon bỏ qua chuyện lần này và kể cho anh nghe chuyện hồn ma trinh nữ đã tạo ra tiếng vang đó để ám ảnh anh. Cô với năng lực thần thánh của mình đã đánh đuổi được hồn ma đó đi để lấy công chuộc tội. Cố gắng du nhà vua đi ngủ, họ cùng nhau nói chuyện khiến anh nhớ về người vợ đã mất của mình. Trong cơn miên man, anh bắt chợt hôn cô và khi mở mắt ra, anh nhận ra rằng mình đã hôn So Jang khiến anh bị sốc và bối rối. So Jang giả vờ ngủ mở mắt và Lee Hon yêu cầu Sinh Won đưa cô về phòng. Anh nhớ lại lúc khi vớt cô ra khỏi hồ và phải chạm môi để hô hấp nhân tạo cho cô. Trong cung điện, nhà vua không tài nào ngủ được và tự hỏi rằng không biết So Jang có nhớ nụ hôn của mình với cô hay không. Trái tim anh đập loạn nhịp trong khi So Jang thao thức trong phòng và nhớ lại nụ hôn với Lee Hon. Hóa ra chính binh bộ thượng thư là người đã giấu cây sáo tre để gây ám ảnh cho nhà vua. Ông yêu cầu điều tra xem ai là người phá hỏng việc này và tiếp tục kế hoạch đặt bẫy trong buổi đi săn.
Trong khi đó, Lee Hon đã chuẩn bị sẵn sàng và cho phép So Jang nghỉ ngơi vào ngày hôm nay. Lúc này, người dân cảm thấy khó chịu với nhà vua khi anh bắt mọi người đứng chờ mình bên ngoài hoàng cung. Khi nhìn thấy long nhan của anh lần đầu tiên sau 7 năm, tất cả mọi người đều bị vẻ đẹp của anh mê hoặc. Tại cuộc đi săn, Lee Hon rất ngạc nhiên khi So Jang đã cải trang nam để đến đây. Thì ra cô nhất quyết đòi đi cho bằng được để có thể được tham dự buổi tiệc rượu thịt. Trong khi họ cố gắng đưa So Jang trở về, cô tuyên bố rằng cô sẽ ở lại để bảo vệ nhà vua khỏi những hồn ma ám ảnh anh. Điều này khiến cả nhà vua lẫn Sinh Won đều thích thú. Lee Hon do dự vì mỗi lần định bắn cung thì lại nhớ đến sự thất vọng của người vợ đã mất của mình. Nhưng khi này, So Jang trêu đùa Lee Hon và cả ba vui vẻ cùng nhau đi săn xuyên qua khu rừng. Trong khi đó, tay sai của binh bộ thượng thư, đại quan Won đã bảo hai kẻ ngốc rằng nhà vua cần săn lùng một linh vật xứng đáng để chấm dứt lệnh cấm kết hôn. Biết rằng không có con lợn rừng nào nơi cuộc đi săn đang diễn ra, ông ta xúi họ thả một con vào trong đó. Cả hai hào hứng khi sắp được thành hôn và sẽ không để lộ bí mật này ra. Khi này, con lợn rừng gây náo loạn trường bắn và lao thẳng tới chỗ So Jang khiến cô bất tỉnh. Cả Lee Hon và Sinh Won cùng nhau giết con lợn rừng nhưng họ đều nghĩ rằng mình đã làm điều đó một mình. Tất cả các vị đại thần đều ngạc nhiên và thích thú khi nhà vua của mình đã săn được con lợn rừng to như thế này. Khi này, binh bộ thượng thư nhìn thấy nhà vua đang dõi theo So Jang và Sinh Won một cách đăm chiêu và tự hỏi cô là ai mà khiến Lee Hon chú ý đến thế. Tối đó tại bữa tiệc, nhà vua lo lắng không biết So Jang đã có phần ăn hay chưa thì lúc này, hai vị quan nói về Thái tử Phi đã mất và bị Lee Hon nghe thấy. Tưởng rằng mình sẽ bị trách phạt và cầu xin sự tha thứ, thế nhưng anh lại coi nó như là một lời chúc và trở về phòng của mình. Anh nhìn thấy So Jang bị sốt và muốn gọi thái y đến chữa trị. Tuy nhiên, nếu làm như thế thì sẽ khiến cô bị chú ý. Lee Hon đã từng không thể chăm sóc người vợ ốm yếu của mình nên giờ đây, anh quyết định đích thân chăm sóc cho cô. So Jang tỉnh dậy và hỏi lần trước tại sao anh lại hôn cô. Trong cơn miên man, cô muốn anh hôn cô thêm một lần nữa và Sinh Won buồn bã khi nhìn thấy cảnh đó. Tập 3 đến đây là kết thúc. Liệu diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Cùng Happy Studio theo dõi nha. Chúc cả nhà ngày mới an lành và may mắn. Tạm biệt.